chư phật bồ tát dùng tâm chân thành đối với tất cả chúng sanh ta cũng dùng tâm chân thành tâm chân thành khởi tác dụng tâm chân thành đối với bản thân mình gọi là thâm tâm thâm tâm không dễ hiểu tôi đã nói ba tâm tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác đây chính là thâm tâm Cho nên đối với bản thân mình phải thanh tịnh Phải bình đẳng Phải giác ngộ Đối với bản thân mình không thể mê hoặc Nếu như bạn giả dối không thật lòng Thì đối với bản thân bạn nhất định là tâm nhiễm ô Là tâm không bình đẳng Là tâm mê hoặc điên đảo Vậy thì bạn bị thiệt thòi quá lớn rồi Thanh tịnh bình đẳng giác Trên Kinh Vô Lượng Thọ là thâm tâm Nếu bạn đạt được Thanh tịnh bình đẳng giác Thì cuộc sống của bạn rất an lạc Bạn rất hạnh phúc Rất là mỹ mãn Trong tâm Không có lo âu Không có bận tâm Không có phiền não Tôi thường xuyên nói nhất định không đối lập với tất cả người sự vật không có đối lập không có mâu thuẫn đây là chân tâm đối xử với người khác là tấm lòng từ bi từ bi là tâm thương yêu chân thật tâm thương yêu thanh tịnh đây là tâm phật đây là cái tâm vốn có của chính chúng ta chúng ta vốn có là cái tâm này hiện giờ thì đã mê mất cái chân tâm rồi sau khi mê rồi thì biến thành vọng tâm hiện nay trong cuộc sống hàng ngày vọng tâm đã làm chủ không nhìn thấy chân tâm chân tâm không hiển lộ ra không phải là không có có chân tâm vĩnh viễn không rời xa ta nhưng mà từ trước đến giờ bạn không quan tâm đến nó Cũng không hỏi thăm đến nó Cho nên tuy là có Nhưng mà nó không khởi tác dụng Như vậy nên tạo ra sáu cõi luân hồi Cho nên nền tảng Của việc học Phật Trước đây Lão Sư Lý thường xuyên nói với tôi Học Phật thì cách học như thế nào? là sửa chữa tâm thay đổi tâm thay đổi tâm không phải kêu bạn đi phẫu thuật để thay tâm không phải cái ý này là thay vọng tâm thành chân tâm thay tâm giả dối thành tâm chân thành vậy mới đúng chỉ có sự chân thành đối nhân sự thế tiếp vật là vĩnh hằng không thay đổi tuyệt đối không bị thiệt thòi tuyệt đối không bị mắc lừa chẳng lo sợ một chút nào mọi người thấy tôi học phật đã năm mươi mấy năm rồi tôi cũng chứng minh cho các bạn xem trước mắt thì là bị thiệt thòi bị mắc lừa nhưng vì sao thì có phước báo rất lớn một lần bị xúc phạm sự trở ngại này chúng ta đừng để trong tâm trong tâm vẫn thản nhiên như không tìm cách tránh xa là được nhưng mà sau khi tránh xa thì biển rộng trời cao tôi thường xuyên nói sau khi bỏ đi thì kim sắc quang minh thù thắng vô cùng cho nên tất cả các chứng nạn nhà phật chúng ta gọi là ma chướng không phải là ma mà là phật bồ tát ở nơi đó thì hiện ra cũng là phật bồ tát đến để khảo thí khảo thí mà qua được thì lập tức được thăng cấp nếu như khảo thí bị rớt thì sao khảo thí bị rớt thì bị đọa lạc đọa lạc xuống dưới thời thời khắc khắc có những chướng nạn tất cả đều là khảo thí hàng ngày ở nơi đây chịu khảo thí nhỏ khảo thí lớn mỗi ngày chúng ta đều qua được mỗi ngày đều được thăng cấp gì thì được tự tại phiền não nhẹ trí huệ tăng nhất định không sanh phiền não đối với những người đến gây phiền não không những không có tâm quán hận Mà ta phải có tâm cảm ơn Vì sao vậy họ đến để khảo thí ta Họ đến hủy bán ta Xem ta có nổi giận không Xem ta có chấp nhận không Người đến khảo thí ta Nếu ta không tiếp nhận Không nổi giận Vì thì ta đã vượt qua rồi Nếu như ta tiếp nhận Ta rất hận họ Rất giận họ Vì thì ta bị đọa lạc rồi bạn nói họ là phật hay là ma nếu như họ đến hủy bán ta ta liền nổi giận ta liền oán hận họ thì họ là ma ta đã gặp ma rồi họ đến hủy bán ta ta không nổi giận ta chẳng có một chút sân hận nào ta phải cảm ơn họ vì họ đã thay ta tiêu nghiệp chướng họ chính là phật bạn xem cổ đức thường nói không phật cũng không ma phật hay ma đều là do chính tâm của mình biến hiện ra Bạn vừa niệm thanh tịnh bình đẳng giác Thì tất cả đối phương đều là Phật Không phải là ma Bạn vừa niệm mê tà nhiễm Mười phương tất cả chư Phật Tất cả đều là ma Không có gì nào là Phật Cho nên xin nói với các vị Bên ngoài không Phật Cũng không ma Phật từ đâu đến Bản thân chúng ta vừa niệm giác Chánh tịnh thì cả thấy đều là Phật Mê tà nhiễm thì tất cả là ma Bạn phải biết cái đạo lý này Đây là chân lý Sau đó thì bạn có thể nhận thức được Người ở thế gian này Ai là người thiện, ai là người ác Bạn dùng tâm thiện đối xử với họ Thì chẳng có ai không phải là người thiện Mọi người đều là người tốt khi phiền não của bạn nổi lên hết thảy mọi người đều là người ác không có người tốt đây chính là ở trên kinh thường nói cảnh chuyển theo tâm bản thân bạn nếu chuyển được cảnh giới thì bạn mới có sự an lạc cho nên an lạc hay phiền não đều là do chính tâm của bạn tạo ra bạn làm sao là trách người khác chứ Bạn có thể chuyển được cảnh giới rồi Trên Kinh Lăng Nghiêm có nói Nhược năng chuyển vật tức đồng như lai vậy thì bạn chẳng kém gì Phật Bồ Tát Bản lĩnh của Phật Bồ Tát Chính là chuyển cảnh giới Phàm vu đáng thương chính là bị cảnh giới chuyển Bị cảnh giới chuyển Vậy thì Làm sao bạn có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Bạn có thể chuyển được cảnh giới Thì lập tức ra khỏi Chúng ta học Phật điều này không học được chút nào thì thật phí công điều này chính là phá mê khai ngộ liều khổ được vui chúng tôi thường xuyên nhìn thấy còn cảm thán vô cùng hai người giống dĩ rất là tốt vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể Nhỏ đến nỗi không đáng Để tranh chấp Lại có thể cãi nhau Hai người trở mặt nhau không còn qua lại Tôi đã gặp rất nhiều rồi Tôi lại nghĩ đến lời của lão tưởng vậy Hòa đại oán tất hữu như quán Bởi vì chúng ta biết được Nguyên nhân của nó ở đâu Trước mắt chuyện nhỏ nhặt này là duyên Đây là duyên Nguyên nhân là gì Nguyên nhân là ở trong đời quá khứ Họ đã kết oán với nhau Cái duyên này khi vừa gặp được Khiến cho quán kết trong quá khứ nổi lên Mới có xung đột Nếu như trong đời quá khứ Trong A là như thức Không có sự oán kết này Sự việc có nghiêm trọng hơn Chỉ cần cười một cái thì không có việc gì rồi Sẽ không xảy ra sự xung đột lớn như vậy Không thể có được cho nên hiện nay trong xã hội Những việc như thế này rất là nhiều Chính là nói rõ Chúng sanh từ vô thị kiếp đến đây Trong a là giải thức đã chứa đựng sự quán hận Với tất cả người xương vật Cái tập khí này rất sâu Không biết vào lúc nào gặp phải những người đó Thì sự việc nhỏ cũng dẫn đến sự bùng nổ Đây là việc rất đáng tiếc Khiến cho chúng tôi nghĩ đến Thời buổi này thì có Ngày xưa không có hay sao Thế giới này của chúng ta có Vì sao thế giới hoa tạng lại không có Vì sao thế giới cực lạc không có Đáng lẽ một chỗ có Thì ở nơi nào cũng có Chúng tôi vẫn nghĩ đến những vấn đề này Thế giới hoa tạng vì sao không có ở thế giới hoa tạng Tỳ Lô Giá Na Như Lai Những vị Đại Bồ Tát Mỗi ngày đều đang giảng kinh thuyết pháp Nên mọi người đã giác ngộ rồi Tuy là có những sự quán kết Nhưng họ hàng phục được rồi Nên rất có phát tác Cũng chính là do mọi người đã nghĩ thông Đều có khả năng chuyển cảnh giới Không bị cảnh giới chuyển ở thế giới cực lạc cũng là như vậy a di đà Phật hàng ngày đều giảng kinh thuyết Pháp Đều dạy học không gián đoạn Chưa đại Bồ Tát Cũng là mỗi ngày đang làm gương Cho nên những người ở thế giới đó Họ không mê ngày xưa ở thế gian này của chúng ta người giảng kinh thuyết pháp nhiều trong xã hội này đi đến đâu bạn cũng có thể nghe được có thể thấy được chánh pháp luân lý đạo đức bạn có thể thấy được bạn có thể nghe được tiếp nhận sự giáo huấn của tánh hiền cho nên khi xảy ra sự xung đột nhỏ bản thân họ có thể hàng phục được không để xảy ra sự xung đột lớn do giáo dục cổ thánh tiên hiền đối với việc giáo học vô cùng xem trọng kiến quốc quân dân giáo học vi tiên những người chủ trì giáo dục những người phụ trách giáo dục không ai mà không lấy thân mình làm gương những người được giáo học họ rất phục vì bản thân của các vị đó làm được gần đây đại truyền hình Phụng Hoàng Trung Quốc Muốn mời tôi đến đây diễn giảng Chủ đề của tôi là ương Chính Hoàng Đế Thượng Vũ Hình như ở đây Chúng tôi đã in ấn rất nhiều Đã cho in ra rồi Không biết các vị đồng tu có nhận được hay chưa Ba đời vua Đầu tiên của đời thanh Là các vị vua tốt Cho nên quốc gia Có được một trăm năm Thanh bình hưng thịnh Sự hưng thịnh này làm sao mà có Do giáo dục mà ra Hoàng đế ung chánh Tuy chỉ có 13 năm trị gì Nhưng sự ảnh hưởng rất lớn ông xác thực là vị vua tốt đã lấy thân mình làm gương ngày nay chúng ta nói là đoàn kết chủng tộc đoàn kết tôn giáo sự đoàn kết tôn giáo này là do hoàng đế ưng chính đề xuất ra vào lúc đó có ba đạo là nho thích đạo ông nói ba đạo này là một nhà ba đạo này là một thể ba đạo nên hợp thành một không nên quỷ bán với nhau ở trong thượng luận này nó rất là hay cho nên tôi dùng tài liệu này để làm chủ đề giảng phù hợp với sự đầy sướng đa nguyên văn hóa của thế giới hiện nay chúng ta phải đoàn kết tôn giáo đoàn kết chủng tộc ở trung quốc nếu đến vấn đề đoàn kết sớm nhất là hoàng đế ung chánh 300 năm trước Đã nói tôn giáo phải đoàn kết Tôn giáo phải hòa hợp Tôn giáo phải hòa thuận với nhau Phải đối xử bình đẳng Nếu như nói trong tôn giáo của chúng ta Có rất nhiều tông phái khác nhau Các tông phái hai bên không qua lại với nhau Vì thì trở thành cái gì đây đây là sự sai lầm quá lớn ba năm trước tôi đi viếng thăm nhật bản tình đầu tông của nhật bản cũng có rất nhiều tông phái khác nhau trong buổi đón tiếp này chúng tôi đã gặp được tất cả lúc tôi đến họ đều ra đón tiếp sau buổi hội nghị thì có một người bạn người nhật nói với tôi ông nói những tông phái này bình thường là không qua lại với nhau thưa pháp sư hôm nay ngày đến nên họ cùng nhau đến đây đây là việc hiếm có đây là hội nghị quan trọng tôi mới biết được Hai bên bình thường không qua lại với nhau Nhật Bản là như vậy Đài Loan chúng tôi cũng không ngoại lệ Rất nhiều chùa diền Cũng không muốn qua lại với nhau Lôi kéo tín đồ với nhau Hai bên Tự khen mình chê người Không thể qua lại Cho nên sau khi nghe xong Tôi cũng khó chịu Lúc tôi rời Đài Loan có buổi tiệc chia tay Họ cũng có đến Trong buổi chia tay tôi cũng có khuyên mọi người Không nên không qua lại với nhau Vì sao vậy? Phật giáo bất luận là tâm phái nào Không nên nói là tình độ tông của chúng ta Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái Mỗi một tông phái Đều y theo kinh điển Đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại nếu như hai bên chúng ta quỷ bán lẫn nhau đây chính là quỷ bán tam bảo tình độ tông của chúng tôi thì tốt thiền tông của bạn thì không bằng tôi thiền có phải là do thích ca mâu ni phật truyền lại không vì bạn quỷ bán thiền chính là quỷ bán thích ca mâu ni phật rồi bạn quỷ bán kinh điển thiền tông vậy là bạn quỷ bán pháp những gì y theo thiền tông tu học từ nhiều đời đó là tăng vậy là bạn hủy bán tăng bạn hủy bán Phật Pháp Tăng Bạn hãy xem trong giới kinh kết tội Tương lai quả báo của bạn là A Tỳ Địa Ngục Sai rồi Phật dạy chúng ta là tán thán lẫn nhau Không nên hủy bán lẫn nhau Bạn xem ở trong kinh Hoa Nghiêm sau cùng thiền tài độc tử 53 tham 53 vị thiền tri thức Đã tu những pháp môn không như nhau Không nhìn thấy có một người nào nói Pháp môn này của chúng tôi tốt Pháp môn của người khác thì không bằng Chẳng thấy có ai nói như vậy Bọn lại nhìn thấy là mỗi một vị thiền trí thức đều nói Pháp môn thì rất nhiều Tôi chỉ biết được pháp môn này nếu tôi tham học thì tôi không bằng họ. Bản thân họ đều là khiêm tốn, luôn tán thán người khác. Không phải là tự mình khoa trương đi hủy bán người khác, không phải là cái ý này. Điều này chúng ta nên học tập. Cho nên tôi nói đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta là anh em ruột thịt. Không cùng tông phái Nhưng chúng ta là anh em ruột thịt Bản thân chúng ta nếu không qua lại Nếu quỷ bán lẫn nhau Thì giống như trong một gia đình Cha mẹ sinh ra được 10 đứa con Con cái hai bên đều thù ghét nhau Không qua lại với nhau Bạn nói xem trong lòng cha mẹ buồn biết bao nhiêu Tôi nói cái đạo lý giống như vậy Các tông phái của chúng ta không qua lại với nhau Thích Camponi Phật mỗi ngày đều chảy nước mắt học trò đời sau của chúng ta gọi là đại bất kính đại bất hiếu bạn học phật muốn được thành tựu thì làm gì có cái đạo lý này thành tựu của bạn là ở trong địa ngục a tỳ cho nên tôi khuyên họ bản thân chúng ta phải đoàn kết phải thường xuyên qua lại phải thường xuyên thăm viếng giống người trong nhà vậy đối với tôn giáo khác nhau Tôn giáo khác là anh em họ hàng với chúng ta Vẫn là người một nhà Không thể quỷ bán Xã hội này của chúng ta phải hài hòa Thế giới mới được hòa bình Không nên thù ghét nhau Thù ghét nhau sẽ có đấu tranh Sẽ có chiến tranh Sẽ có đau khổ Hiện nay chúng ta cần sự ổn định Cần sự hòa bình Cần quá giải xung đột Vì thì mới đúng hết thầy các tôn giáo khác nhau đều là anh em họ hàng như chúng ta là người một nhà điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì cho nên ngày nay chúng ta phải học phật phải học thượng đế cho nên ở trong thánh kinh có nói thượng đế yêu thế nhân ý nghĩa của câu này rất rộng Yêu thế nhân không nhất định phải là tín đồ của Kitô Tô giáo Không phân biệt quốc tịch Không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo Mà là người Thượng Đế yêu thương thế nhân Lúc tôi ở Nhật Bản Có một vị mục sư của Kitô Tô giáo Vị mục sư Thạch Tịnh ở Nhật Bản Rất là nổi tiếng Rất có địa vị. Ông đến thăm tôi Thăm tôi ở đài truyền hình Đài truyền hình có đưa tin ông nêu ra rất nhiều vấn đề cuối cùng thì đề cập đến vì một sư này vô cùng thông suốt ông là giáo sư của trường đại học cuối cùng ông hỏi tôi một vấn đề ông nói ki tô giáo của chúng tôi tâm lượng quá nhỏ bé không thể bao dung ông hỏi tôi ông nói pháp sư ngài xem thử điều này có cách nào để giải quyết không tôi liền nói với ông vì quyết vấn đề này chính là ở trong thánh kinh ông nói thánh kinh thánh kinh ở đoạn nào tôi liền nói với ông thượng đế yêu thế nhân ông nói có có thượng đế yêu thế nhân không có nói yêu tín đồ kitô cho nên tôi nói với ông thượng đế yêu thương tôi tiếp đó tôi nói là không yêu thương ông ông hỏi gì sao vậy tôi nói thượng đế yêu thế nhân tôi cũng yêu thế nhân cho nên thượng đế sẽ yêu thương tôi ông chỉ yêu thương thượng đế mà không thương yêu thế nhân cho nên thượng đế không yêu thương ông thượng đế vì sao lại thương yêu thế nhân thượng đế yêu thế nhân là quá trừu tượng thượng đế vì sao lại thương yêu thế nhân thượng đế nhất định cần tín đồ của ngài là người truyền bá tâm linh của thượng đế đại diện cho ngài để thương yêu thế nhân tôi nói điều này là đúng Đệ tử Phật thì đại diện cho Phật Bồ Tát Mang tâm từ bi cho tất cả chúng sanh Người truyền bá tâm linh các bạn Phải đại diện cho Thượng Đế yêu thương thế nhân Họ mới phục Giải quyết vấn đề đều có ở trong kinh Chỉ cần y theo mà làm Thì ông mới thật sự là Con cái của thần linh các vị thần mới tôn kính ngày nay bạn chỉ biết tôn kính thần linh mà không hiểu ý các ngài các ngài thì yêu thương thế nhân còn bạn thì không yêu thương thế nhân các bạn đối lập với thế nhân trong lòng của các vị ấy rất buồn người có cùng chí hướng thì dễ thông cảm cho nhau cho nên bạn phải hiểu phải thông suốt vì vậy tôi cùng một sư thạch tỉnh Đã trở thành bạn thân Mỗi lần khi tôi đến Nhật Bản Chúng tôi đều gặp nhau Ở trên kinh này Đã dạy cho chúng ta Kinh của chúng ta là mười phương Tất cả chư Phật đến chứng minh cho chúng ta Giúp chúng ta tạo sự ảnh hưởng cho chúng sanh mà muốn chúng ta thấy được sự việc này Nghe được sự việc này Thật sự phát khởi tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh nhất định là không có sự nghi hoặc Có tâm nghi hoặc thì không thanh tịnh Có tâm sen tạp thì không thanh tịnh Không những không nghi hoặc Mà cũng không thể sen tạp Chuyên tu Chuyên học Chuyên hoàng Chúng ta mới có thể thành tựu cho nên trước tiên phải khẳng định bản thân chúng ta là những người căn tánh trung hạ không phải là thượng thượng căn không những không phải là thượng thượng căn mà thượng căn cũng không được nữa trong cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi này của chúng ta nếu muốn thành tựu chỉ có một phương pháp mà cổ đức dạy chúng ta nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu Cho nên tôi khuyên các đồng tu tịnh độ Nguyên tắc chỉ đạo tối cao của pháp môn tịnh độ Chính là tình nghiệp tam phước Điều thứ nhất của tình nghiệp tam phước Chính là kinh thập thiện nghiệp đạo Điều thứ hai là sa di luật nghi Điều thứ ba là kinh vô lượng thọ Vì mới biết được những người chuyên tu tịnh nghiệp chúng ta Chỉ cần y theo ba bộ kinh này thì thành công Bạn có thể thực hành tốt kinh thập thiện nghiệp đạo Như trên kinh nói bạn là thiện nam tử thiện nữ nhân Bạn có thể thực hiện được sa di luật nghi Là bạn đã trì giới rồi Kinh vô lượng thọ bạn cũng làm được Đây chính là niệm Phật Nhớ Phật niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật Điều này không thể không biết. Lấy kinh vô lượng thọ làm chánh tu. Kinh thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nghi làm trợ tu, chánh trợ song tu. Ba bộ kinh này cũng không dài. Mỗi ngày phải đọc, mỗi ngày phải học. Phải nghiêm túc làm cho được Cuộc đời này của chúng ta Giảng sanh thế giới tịnh độ Nhất định là có phần Nếu như không dùng sa di luật nghi Vì thì bạn tuân theo Lời giáo huấn của Đại sư Ấn qua Dùng Thái Thượng Cảm ứng Thiên Dùng sách này để thê thế giới luật Chúng ta đọc Thái Thượng Cảm ứng Thiên So với học Sa so Di Luật Nghi Thì vẫn dễ hơn Đây là sự đề xướng của Đại sư Ấn Quang Cả cuộc đời của Ngài Cực lực đề xướng ba quyển sách này Liễu phàm Tứ Huấn Cảm ứng Thiên Hội Biên An Sĩ Toàn Thư Bạn xem ở trong văn sau Giới thiệu ba bộ sách này Ông đã nói mấy mươi lần Đọc văn sao Đã cho mọi người ấn tượng sâu sắc nhất Chính là biết được ba bộ sách này Y theo ba bộ sách này tu hành Thì nhất định giảng sanh Bởi vì An Sĩ Toàn Thư Bài cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ chính là khuyên bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ phát thanh tịnh tâm ức niệm thọ trì quy y cúng dường sự quy y này không phải là hình thức quy là trở về y là nương tựa chúng ta cúng dường Phật như thế nào phật không còn ở trước mặt chúng ta chúng ta dùng cái gì để cúng dường chúng ta dùng y giáo tu hành mà cúng dường đây là điều quan nghĩ nhất của chư phật như lai những thứ cúng dường khác phật đều không cần hương hoa cúng dường chúng ta ở nơi đây hương có tốt hơn hoa có đẹp hơn cũng không thể so với thế giới cực lạc vàng bạc bảy báo ở nơi đây của chúng ta lấy đem đi cúng dường người thế giới cực lạc không cần thứ này cho nên cách duy nhất là dùng tâm chân thành dùng tâm bồ đề để cúng dường dùng y giáo phụng hành để cúng dường như vậy thì đúng hôm nay cũng có một số đồng tu phát tâm quy y thì nhất định phải hiểu được cái đạo lý này quy là trở về Tam quy không phải nói trên hình thức Bằng là thọ xong là đã quy y rồi Không đáng tin Bạn phải làm được thì mới tính là quy y Bạn làm không được Phái quy y cầm ở trên tay Cũng không có hiệu quả Đó là giả, không phải là thật bạn phải thật sự làm được Như vậy thì chư Phật mới thật sự hộ niệm Long thiên thiện thần tán tháng Ở trong giới kinh có nói Thật sự là Người đã quy y tam bảo Ngày đêm Có 36 vị thần hộ pháp Bảo hộ cho bạn Bạn nhất định không gặp yêu ma quỷ quái. Nhất định không bị si mê Vì bạn đã có thần hộ pháp bảo hộ bạn Đây mới thật sự là quy y Quy y Phật Phật là ý nghĩa giác ngộ Chính là giác mà không mê Từ mê hoặc điên đảo Mà quay về nương theo sự giác ngộ Nương theo chánh giác Được gọi là quý y Phật Từ tà tri tà kiến quay về nương theo chánh tri chánh kiến thì gọi là uy y pháp pháp giả chánh giả từ tất cả sự nhiễm ô quay về nương theo tâm thanh tịnh tịnh mà không nhiễm thì gọi là tăng cho nên các vị nhất định phải hiểu được trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải nương vào giác chánh tịnh chính là thanh tịnh bình đẳng giác của đề kinh vô lượng thọ Giác là Phật bảo Chánh là Pháp bảo Thanh tịnh là Tăng bảo Trên kinh này nói là bình đẳng Bình đẳng chính là Pháp bảo Thanh tịnh là Tăng bảo Giác là Phật bảo Đề kinh này thì có đủ tam bảo Cho nên từ đề kinh này Chúng ta có thể nhìn thấy được bộ kinh này Nó đã viên mãn Là thù thắng Điều này chúng ta không thể không biết Không thể không nghiêm túc mà học tập Phải thường xuyên tránh xa mê tà nhiễm Thường xuyên nương vào giác chánh tịnh Đây là thật sự quy y Quy y Hoàn toàn không phải là quý y với một vị Pháp Sư nào Nếu như quy y với một vị Pháp Sư nào Vị Pháp Sư này là sư phụ của tôi Vị Pháp Sư kia thì không phải Nếu như bạn luôn có cái tâm này Đi làm những việc như thế này Cuối cùng thì quý y để đi đến địa ngục A Tỳ Bị tội gì vậy? Tội phá hòa hợp tăng bạn phá phật phá pháp phá tăng cái tội này nặng bạn có tâm thiên vị phía trước đã nói hết thảy người xuất gia đều là người một nhà còn bạn thì ở đây phân chia bạn ở đây chia rẽ làm như vậy sao được chứ cái đào tràng này là của sư phụ tôi cái đào tràng kia thì không phải các bạn đừng đi đến nơi đó mà hãy đến chỗ này Đây này phiền phức lớn lắm rồi đây là tạo tội nghiệp địa ngục a tỳ điều này là không nên cho nên bạn thật sự quy y tam bảo thì phải hiểu được pháp bình đẳng bất luận là họ đi đến đầu tràng nào cũng được cũng đáng được tán thán thậm chí đi đến đầu tràng của tôn giáo khác chúng ta cũng quan nghị tán thán bạn tin vào thần linh thần linh sẽ bảo hộ cho bạn không nên nói với họ là tôn giáo đó là tà giáo Kỳ tu giáo không phải là tà giáo Hồi giáo không phải là tà giáo Mọi người trên toàn thế giới thừa nhận họ là chánh giáo Thì làm sao bạn có thể nói họ là tà giáo Trên kinh điển của họ những lời nói đều là chánh kinh Cũng không khuyên người làm điều sằng bậy Trên kinh Koran tuy là có nói đến, đến thánh chiến Bạn nên hiểu ý nghĩa của thánh chiến Thánh chiến là cuộc chiến bảo vệ Không phải là đi xâm lược người khác Người khác đến xâm lược chúng ta thì chúng ta có thể chống lại. Ngày xưa, Trung Quốc cùng với Nhật Bản đánh nhau 8 năm. Trung Quốc là thánh chiến, chúng ta là chiến đấu bảo vệ, không phải là xâm lược người khác. Phải hiểu rõ cái ý này. Các vị chánh thần cũng không kêu bạn đi xâm lược người khác. Cho nên Tất cả tín đồ các tôn giáo Chúng ta phải tôn kính họ Chúng ta cũng nên lễ bái họ Tôi đi vào giáo đường Của kỳ tôn giáo Tôi cũng lễ bái thánh giá Lễ bái Chúa Giêsu. Mọi người nhìn thấy đều rất ngạc nhiên Tại vì sao Ngài lại lễ bái họ vậy? tôi nói bạn không biết đó là thích Cà Ni phật quá thân mà tôi nhận ra được còn bạn không nhận ra tôi đọc kinh điển của họ đó là gì là kinh phật phật nói với họ bạn xem ngài nói như thế nào phật không có định pháp để nói đối với người nào ngài cũng khách nói như vậy Chúng tôi đã xem nhiều, đã thấy nhiều Phật đối với những người không cùng chủng tộc, những người không đồng văn hóa, xem Phật nói pháp như thế nào. Học nhiều thì trí huệ khai. Phật có thể ứng phó, chúng ta cũng có thể ứng phó. Đặc biệt là sau khi đọc kinh Hoa Nghiêm mới biết được, biến pháp giới hư không giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Không những là chánh giáo Duy tâm sở hiện duy thức sở biến Ngay cả yêu ma quỷ quái Cũng là duy tâm sở hiện duy thức sở biến Cho nên yêu ma quỷ quái Chẳng qua là nhất thời Mê tà nhiễm mà thôi Mê tà nhiễm thì trở thành yêu ma quỷ quái Tương lai họ nhất định sẽ gặp được Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát dạy bảo họ Họ nhất định sẽ quay đầu lại Cũng học giác chánh tịnh Họ dĩ nhiên sẽ không mê nữa Cho nên nói Tất cả chúng sanh đều là Phật dị lai Bạn nên biết cái đạo lý này Tâm lượng của bạn mở rộng Thì không có chướng ngại gì Cùng với bất kỳ tôn giáo nào Bất kỳ chủng tộc nào Cũng không có đối lập Mối quan hệ này mới có thể giải quyết tốt được Bất kỳ Vấn đề nan giải nào cũng đều được hóa giải Không có chuyện không thể hóa giải Quý y được nói ở trên kinh Chúng ta nhất định phải hiểu được ý nghĩa của quý y Tuyệt đối không được hiểu lầm Sau khi quý y thì không nên tạo thêm tội nghiệp nữa Không biết được ý nghĩa của quý y Chính là quý y Pháp Sư này là sư phụ của tôi Vì kia không phải là sư phụ của tôi Ý niệm hành vi này chính là phá hoại hòa hợp tăng Chính là đang khởi tác dụng chia rẽ Cái tội này nặng chẳng gì bằng không thể không biết được Không thể không nói rõ ra Bởi vì hiện nay Những người hiểu sai điều này rất nhiều Chúng tôi khi đang truyền tam quy y Thì nhất định phải nói rõ Bởi vì liên quan đến thời gian Hôm nay chỉ có thể làm nghi thức cho các vị đến chỗ này Đến mức việc giảng giải tam quy y. Đây là chuyện quan trọng hơn tất cả Chúng tôi có quyển sổ tay nhỏ có truyền thọ tam quy hình như là có ba cái đĩa trong quá khứ đặc biệt giảng giải rất chi tiết đã nói qua điều này hình như ở úc châu cũng có giảng qua ở bên đó cũng có đĩa vì nhà nên nghe nhiều nên nghe để hiểu cho rõ ràng cho tường tận đi theo lời đã giảng mà làm mới thật sự là hồi đầu thực sự là quy y tam bảo đây thực sự là công đức thù thắng Không gì sánh bằng Sau khi quy y Thì khuyên bạn nên phát tâm nảy chí năng phát nhất niệm tình tính Sở hữu thiện căn Chí tâm hồi hướng Nguyện sanh tịnh độ Bạn xem ở đây có nhất niệm tình tính có thiện căn, Có tâm hướng nguyện Tâm của chúng ta Phải có phương hướng Phải có mục tiêu Trong cuộc đời này Chúng ta nhất định y theo phương hướng mục tiêu này Mà nỗ lực Mà tinh tấn Cuộc đời này Không để luống hoa nếu như một đời người không có chí nguyện không có phương hướng không có mục tiêu cuộc đời này thật uổng phí cuộc đời này trôi qua rất là cực khổ đến cuối cùng thật sự là chẳng được thành tựu gì thật sự nghe được phật pháp Chúng ta mới tìm được phương hướng Mục tiêu chính xác chân thật Đó chính là con đường thành Phật Con đường thành Phật Dễ dàng nhất vững chắc nhất Nhanh nhất Trực tiếp nhất Thù thắng nhất Không có gì có thể sánh bằng Việc đối nghiệp giảng sanh cho nên cái pháp môn này mới được mười phương tất cả chư phật tán thán vì sao vậy ai ai cũng có thể thành tựu tam căn phổ bị lợi động toàn thâu Đại sư Thiện Đạo nói Pháp môn này Dạng người tu, dạng người đi Không có một người nào bị sót Vì sao lại nói Người tu học tịnh tông Niệm Phật nhiều Người giáng sanh lại ít Dạng người tu, dạng người đi Tại vì sao một dạng người tu Thật sự có thể giáng sanh Chỉ có hai ba người Nguyên nhân vì sao vậy Nguyên nhân là họ không có tu nếu họ có tu thì họ sẽ giảng sanh Họ không thể y giáo phụng hành Vì thì hết cách rồi Nếu thực sự y giáo phụng hành Thì chẳng có ai mà không thành tựu Y theo giáo pháp nào gì Y theo Kinh Vô Lượng Thọ là được rồi Cho nên tôi nói Kinh Vô Lượng Thọ là chúng ta lấy Tây Phương tịnh độ Giấy bảo đảm giảng sinh thế giới cực lạc Nếu bạn lấy được giấy bảo đảm như đã nói Thì bạn phải thực hiện Bạn phải nghiêm chỉnh thực hiện cho được Thì bạn sẽ nhận được giấy bảo đảm cho nên ở phía sau Chúng ta vẫn phải chia sẻ tường tận cho các vị Chúng ta phải giảng sanh Thật báo trang nghiêm độ Chúng ta phải giảng sanh thượng thượng phẩm Phải có ý chí mạnh mẽ như vậy Phải có cái đại nguyện này Không thể đặt mục tiêu quá thấp Nhất định nên đặt nơi cao nhất Để mạnh mẽ bước lên Nhất niệm tịnh tính Vô cùng quan trọng Sự tịnh tính này Cái gì được gọi là tịnh tính Là nhất niệm Cái nhất niệm này rất quan trọng Từ hôm nay trở đi Trong cuộc sống hàng ngày Nên học hỏi để duy trì nhất niệm cái gì là nhất niệm ai di đà phật cái nhất niệm này từ sớm đến tối niệm niệm không quên không quên mất đi cái nhất niệm này cái nhất niệm này không còn thì vọng niệm của bạn liền khởi lên cho nên dùng nhất niệm để hàn phục hết thảy tất cả vọng niệm của bạn trong tâm chỉ có a di đà Phật Thì sẽ không có những ý niệm khác Làm thế nào để đoạn được vọng niệm Chỉ một câu a di đà Phật này là được rồi Bạn xem cái pháp môn này thù thắng biết bao Đơn giản biết bao Trước đây tôi giảng Kinh Kim Cang Tôi đã giảng Kinh Kim Cang mấy lần rồi Khi giảng đến Dân hà hàng phục kỳ tâm Ưng dân hà trụ Điều này Rất khó giảng Giảng không phải dễ dàng Bạn nghe mà hiểu Vì là đương nhiên lại càng khó Điều này Trên Kinh Bát Nhã đã nói Tôi nói những vấn đề này Trên Kinh Bát Nhã Nếu như lấy Kinh Giáo của tịnh độ Tông Để trả lời thì quá đơn giản Nói như thế nào vậy? Dân hạ hà hàng phục kỳ tâm Là Nam Mô A Di Đà Phật Thì tâm liền được hàng phục ngay Cái tâm đó chính là vọng tâm, vọng niệm Dân hạ hà hàng phục kỳ tâm Chính là làm thế nào để có thể hàng phục vọng niệm của chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật chính là hàng phục Ưng ừ dân hạ trụ là tâm của ta trụ ở chỗ nào Nam Mô A Di Đà Phật Trụ vào A Di Đà Phật là đúng rồi Cho nên Kinh Kim Cang trong lúc rắc rối như vậy nhưng đến tình độ tông một câu a di đà Phật Thì có thấy được giải quyết rồi Bạn nói pháp môn này thù thắng biết bao nhiêu Đơn giản biết bao nhiêu vững dạng biết bao nhiêu Đáng tin biết bao nhiêu Tông môn khai ngộ Thật sự là không dễ Tình tông khai ngộ thì dễ Chỉ cần bạn bình lòng Chặt dạ Nắm chặt cái a di đà Phật này có chết cũng không buông Chẳng khác nào bạn đã khai ngộ Người đã khai ngộ cũng không bằng bạn Thực tế mà nói người khai ngộ nhiều nhất chẳng qua là Phá một phẩm du minh chứng một phần pháp thân Viên giáo sơ trụ bằng đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Chính là ai duy diệt trí Bồ Tát bằng cao hơn họ rất nhiều Họ muốn trở thành ai duy diệt trí Bồ Tát Thì phải tu hành hai A Tăng kỳ kiếp Họ mới có thể tu thành chúng ta ở nơi đây công phu mấy năm thì thành công rồi họ làm sao có thể so bì được chứ sự vật lý này chúng ta phải hiểu nhưng mà nghiệp chướng đây là sự việc rất phiền phức nhất định phải tiêu trừ tiêu nghiệp chướng chính là trong cuộc đời này của chúng ta là sự việc lớn nhất à, nghiệp chướng tiêu trừ chỉ cần bạn nhớ kỹ câu phật hiệu này thực tại mà nói là phải biết áp dụng thì dùng câu phật hiệu này nghiệp chướng gì cũng được quá giải thí dụ như bạn gặp phải những quan gia đối đầu đến mắng bạn đến đánh bạn Đến đặt chuyện du quan cho bạn Đến phá hoại bạn Đến quỷ nhục Bạn đối phó với họ như thế nào Niệm a di đà Phật Thì được giải quyết Một câu a di đà Phật Thì vấn đề gì cũng được giải quyết Tâm của bạn luôn luôn trụ Trong câu a di đà Phật việc gì cũng không nên bàn cãi vì sao vậy tất cả đều là giả đều không phải là thật đã là giả thì bạn tranh cãi với họ làm gì công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn vấn đề gì của thế xuất thế gian một công phật hiệu thì tất cả được giải quyết rồi Bạn thật sự phải biết áp dụng Nhất tâm nhất ý Cầu sanh tịnh độ Chúng ta ở thế gian này chỉ là tạm trú Thời gian không lâu Ở thế gian này có quan khuất như thế nào Ta cũng bằng lòng chấp nhận Không cần tranh luận Thì người này làm gì có chuyện không được giảng sanh Vô lượng kiếp đến nay Nghiệp chướng như thế nào cũng đều được tiêu hết cho nên cái câu danh hiệu này là Tiêu nghiệp chướng Bất nhị pháp môn Lời này không phải là do tôi nói Là của Đại sư Từ Dân Quán Đảnh nói Pháp sư Quán Đảnh Là người đời càng long Ông là người rất tài ma, Tác phẩm của ông rất nhiều được lưu giữ trong dạng tục tạng Hình như là hai mươi mấy loại Tôi đã đọc rất nhiều Quán vô lượng thọ kinh sớ của ông Sớ Chính là chú giải Chú giải của kinh quán vô lượng thọ có nói Nghiệp chứ Nghiêm trọng của thế nhân Hết thảy các kinh luận Tiêu trừ không hết hết thầy các phương pháp sám hối tiêu trừ không hết cuối cùng vẫn còn một cách có thể giúp bạn tiêu trừ hoàn toàn là phương pháp nào gì nam mô a di đà phật đây là do pháp sư quán đảnh đời càng long nói sau khi tôi đọc được chú giải này càng nghĩ càng thấy có lý thật là tuyệt vời vô cùng Người ta chỉ vào mặt của bạn mà mắng Mắng hết một giờ đồng hồ Bạn thì chấp tay a di đà Phật a di đà Phật Niệm một giờ đồng hồ Đừng để ý đến họ Cũng không nên trả lời Cũng đừng mắng lại họ Chỉ là a di đà Phật a di đà Phật Bạn xem cuối cùng kết quả ra sao Là đã đậu họ rồi Họ sẽ không mắng bạn nữa Gia đình bất hòa thì bạn cũng dùng cái cách này Thì gia đình bạn sẽ hòa thuận Ở trong công ty bất hòa với đồng nghiệp Dùng cái cách này thì đồng nghiệp sẽ hòa thuận Ngày nay chúng ta muốn thế giới hòa bình Chúng ta dùng cách này thì thế giới sẽ được hòa bình Một câu a di đà Phật Bất khả tư nghị Chí tâm hồi hướng Nguyện sanh bị quốc Tùy nguyện giai sanh Đắc bất thói chuyển Nại chí vô thượng chánh đẳng bồ đề Ý nghĩa của mấy câu kinh doanh Đơn giản này Thâm nghĩa và mật nghĩa Sau khi bạn thật sự đã thấy hội được rồi Thì bạn mới thật sự hiểu được Mười phương chư Phật Tại vì sao lại tán thán công đức tán thán này không thể nghĩ bà vì sao vậy khiến cho tất cả phàm phu tin tưởng khiến cho tất cả phàm phu tiếp nhận quy y phát nguyện giảng sanh chính là sự tán thán này mà chúng sanh đều được độ công đức tù thắng là ở chỗ này hơn nữa là cuối cùng đều được độ Sẽ đến thế giới Tây Phương cực lạc Không ai mà không chứng được Phật quả cứu cánh Hơn nữa Thời gian rất là ngắn Không phải là thời gian dài Thời gian ngắn là có thể thành tựu Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chúng tôi hy vọng là các vị tự nghiên cứu Ngày chú giải hay vô cùng Đều căn cứ vào kinh điển Thời gian của chúng ta có giới hạn Cho nên không giảng nghĩa chi tiết chú giải của Ngài cho các vị